Chào mừng các bạn quay trở lại kênh luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thì chúng ta sẽ tiếp tục giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần 8. Đọc cái đoạn văn bên dưới và đánh dấu các từ A, B, C, D vào phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng trong mỗi cái chỗ trống dưới đây. Chúng ta đọc sơ qua cái tựa đề ha, để cho chúng ta nắm ý của cái bài này nói về cái gì sẽ dễ làm hơn. Danger là mối nguy nè, facing là đối diện, Antarctica chúng ta có nghĩa là châu Nam Cực, một nơi rất là lạnh. Rồi, bây giờ chúng ta làm bài. Tương tự chúng ta đọc ha. Và chúng ta làm Antarctica đang trở nên một cái địa điểm thu hút khách du lịch phổ biến và hơn thế kỷ và hơn 5 thập kỷ. Decade là thập kỷ nha, là 10 năm. Có cái gì đó, một cái sự gia tăng mạnh mẽ ở trong du khách nè, đến khu vực. Rồi, chúng ta thấy từ for nè, for hơn 5 thập kỷ qua có một sự gia tăng mạnh mẽ về du khách đến khu vực. Rồi, chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là họ bắt chúng ta chia thì và ở trên đây chúng ta thấy là for over 5 decades là hơn 5 thập kỷ qua, có nghĩa là hồi đó, hành động này hồi đó cách đây 5 thập kỷ tới bây giờ và thậm chí tới hiện tại sẽ có cái hành động gia tăng mạnh mẽ này. Thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động trong quá khứ tới hiện tại và thậm chí đến tương lai. Thì các bạn thấy chúng ta có hai cái thì hiện tại hoàn thành ở đây, một cái số ít, cái số nhiều. Rồi, chủ ngữ chúng ta là đe ha. Thì đe thì chúng ta ngó phía sau, chúng ta có nhiều hay ít. Ở đây chúng ta thấy là một cái gia tăng mạnh mẽ. Rồi, chúng ta chọn số ít. Đáp án chúng ta là has been. Có nghĩa là số ít ha. Bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo. Một vài du khách đơn giản, simply đơn giản nè, muốn để xem cái lục địa nè, unspoiled là chưa bị hư hỏng, có nghĩa là chưa bị ô nhiễm hay chưa bị khai thác, cái lục địa nè chưa bị hư hỏng sau cùng, chưa được khai thác sau cùng. Rồi, trong khi một số khác nè, some others, một số khác. Rồi, thì có những cái theo đuổi, pursuit thì có những cái theo đuổi, cái đam mê chủ động hơn, như là những môn thể thao mạo hiểm gì đó, đầu óc ha. Rồi, bây giờ chúng ta có câu 27. Đây là cái lục địa ha. Cái lục địa này được biết chưa? Cái lục địa này đã được biết tới rồi, đã được xác định rồi là cái gì? Là cái Antarctica chúng ta đang nói ha. Thì nó được xác định. Nên chúng ta dùng chữ D. Lục địa này đã được xác định rồi. Đã được biết tới rồi. Nói tới là hiểu rồi. Rồi. Những số khác theo dõi những cái, theo đuổi những cái môn thể thao chủ động. Rồi. Bây giờ chúng ta có bốn giới từ ở đây. At, of, in, on. Ở đây chúng ta có từ my. Rồi, my là đầu óc ha. Vậy thì giới từ nào đi với từ my này là phù hợp? Bây giờ chúng ta hãy sử dụng từ điển ha, để xem
Từ nào đi với Mai? Rồi, các bạn thấy là chúng ta có cái từ into này, đây into my mind, à, trong óc của tôi là một cái ha. Thứ hai chúng ta có in này, in the your mind, đây in my, into hoặc là in, đây là in, in. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ thấy là có into với in thôi. Vậy chúng ta chọn chữ in. Ở đây không có into. Đỡ suy nghĩ ha. À, số khác thì chọn những cái môn thể thao mạo hiểm. Và dĩ nhiên có những cái souls là những cái linh hồn mạo hiểm này, cũng có những cái linh hồn mạo hiểm này. Cái đó những cái người, những cái linh hồn, những cái người mạo hiểm, cái người mà muốn để mà theo những cái bước đi, những bước chân của những nhà thám hiểm Polar ha, ở cực này. Polar là cực ha, ở cái cực lớn này. Rồi, vì đó những nhà môi trường học thì đang quan tâm rằng, đang lo lắng rằng cái là nền công nghiệp du lịch bùng nổ, booming, bùng nổ. Có lẽ gì đó môi trường của châu Nam Cực và gây ra show và gieo những cái hạt sis ha, gieo những cái hạt của cái sự phá hủy. Rồi, người ta dùng cái cách nói không trực tiếp ha, và gieo mầm cho sự phá hủy, chúng ta có thể dịch tương tự là vậy. Bây giờ chúng ta quay lại ha, chúng ta xem à, dấu phẩy nè. Những nhà môi trường học lo lắng rằng, ở trên đây nói là những người này, thích cái kia. Theo cái này, ở đây chúng ta có thể đoán là tuy nhiên ở đây chúng ta họ cho chúng ta là hơn nữa nè, vì vậy nè, nhưng nè, tuy nhiên ở đây có dấu phẩy, nghĩa tuy nhiên sẽ hợp hơn, bởi vì câu này nó đang nói đến sự phá hủy ngược với ở trên. Rồi, tuy nhiên hay trái ngược nhau. Tuy nhiên những nhà môi trường học đang lo lắng rằng cái nền công nghiệp bùng nổ thì có lẽ gì đó, chúng ta đoán được là phá hủy ha. Rồi, châu môi trường châu Nam Cực và gieo mầm cho sự phá hủy. Chúng ta có exploring là khám phá ha, improving là nâng cao cải thiện, developing là phát triển, endanger là đang làm nguy hiểm. Rồi, vậy câu 29 này là endanger. Rất là rõ ràng. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần 8 la mã của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Đắk Lắk. Hy vọng là các bạn học được thêm một số từ vựng, một số điểm ngữ pháp, ví dụ như in my đây. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục làm phần tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.